Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh theo, Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilea, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng con người sắp bị nộp vào tay người đời họ sẽ giết người nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại các môn đệ rất đội buồn phiền khi các ngài đến Capernaum thì những người thu thuế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng thầy các ông không nộp thuế đền thờ sao ông nói có chứ khi ông về đến nhà Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Đòi con cái mình hay người ngoài? Ông thưa rằng: Đòi người ngoài. Chúa Giêsu bảo ông rằng: Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy mở miệng nó ra sẽ thấy một đồng tiền. Con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ trả phần thầy và phần của con. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô người khen Chúa. Anh chị em thân mến Phục vụ lời Chúa trong câu chuyện tin mừng hôm nay Được chia ra thành hai phần rất rõ rệt Trong phần thứ nhất Đó là lời loan báo của Đức Giêsu Với các môn đệ của mình Về cuộc khổ nạn Mà Ngài sắp sửa sẽ trải qua Còn phần thứ hai Đó là những lời thắc mắc Của những người thâu thuế đền thờ về việc Đức Giêsu phải nộp thuế hay là không nộp thuế cho đền thờ. Thưa anh chị em, chúng ta biết rằng khi Đức Giêsu đi rao giảng tin mừng thì xem ra có ba lần Đức Giêsu đã tiên báo về cuộc khổ nạn. Trong lần thứ nhất thì Ngài đã loan báo con người sẽ chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ mục các thượng tế và các luật sĩ trong dân. Còn trong lần thứ hai này thì Chúa Giêsu lại loan báo con người sẽ bị người đời, con người sẽ bị bị người ta trao nộp cho người đời. Vậy thì chúng ta thử hỏi ai là người đã trao nộp Đức Giêsu cho người đời? Phải chăng là Judas đã dùng một cái nụ hôn giả dạ dối để bán đứng thầy của mình phải chăng là một quan tô đứng ra để phóng thích baraba và giao nộp đức Giêsu cho quân giữ phải chăng là đám dân chúng hò reo vang dội hãy đóng đinh nó vào thập giá đóng đinh nó vào thập giá đóng đinh nó vào thập giá thưa không tất cả những con người đó và trong đó có cả chúng ta chỉ là những tội nhân mà thôi người đã trao nộp con một của mình thì không ai khác hơn đó chính là thiên chúa thiên chúa đã trao nộp con một của mình để nhờ sự trao nộp này mà cho chúng ta được làm con cái của thiên chúa cho nên qua đó cho chúng ta thấy được một tình thương rất mãnh liệt mà Thiên Chúa đã dành cho cuộc sống con người của mình. Và có thể nói, giúp cho chúng ta cảm nghiệm được tình thương này, chúng ta hãy nhìn về hai biến cố xảy ra của thời Cụ Ước và Tân Ước. Ai trong chúng ta cũng biết, ngay từ thời xa xưa, Chúa đã chọn gọi Abraham và đã hứa với ông cho ông được con cái đông như sao trên trời như các bãi biển ấy thế mà khi abraham chỉ được một người con duy nhất thôi thì chính chúa đã thử thách ông bằng việc ông phải xác tế con mình cho chúa có thể nói đây là một nỗi đau đớn nhất đối với cuộc đời của abraham phải chi mà chúa bắt ông xác tế chính bản thân của mình còn dễ hơn là ông phải sát tế con của mình bởi vì đây là một người con để nói giỏi tông đường cho cho gia tộc của mình nhưng mà chúng ta lại thấy Abraham đã làm điều đó khi mà ông dẫn con lên một đồi cao Isaac đã nói với Abraham trời củi đây thì đã có sẵn mà lễ vật dâng cho Chúa đâu sao con không thấy. Abraham đã biết rõ lễ vật đó là ai nhưng mà ông đã thưa nói với con của mình điều đó việc đó Chúa sẽ liệu con ạ. À. Và quả thật Chúa đã liệu điều đó không để cho con cho ông sát tế con một của mình mà đã bắt một con dê để thay thế cho việc sát tế Isaac. Nhưng mà chúng ta lại thấy một điều ngược lại trong thời Tân Ước thì chính Thiên Chúa đã trao nộp con một của mình và để cho con một của mình chấp nhận chịu chết nhục nhã trên cây thập giá để chuộc tội cho chúng ta. Cho nên đó được có thể cho chúng ta thấy một cái tình thương rất mãnh liệt mà Thiên Chúa đã dành cho cuộc sống con người của chúng ta. Và đứng trước tình thương này, ông Luther King, ông nói một điều như thế này. Nếu như cho tôi chọn một câu nào đó được coi là xúc tích sống động nhất để đặt là một câu rút gọn cho toàn bộ Kinh Thánh, thì tôi sẽ chọn một câu duy nhất đó là thiên chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của mình để tất cả những ai tin vào con của ngài thì không bị hư mất nhưng được sống đời đời con thiên chúa đã chấp nhận thân phận con người để chúng ta được làm con thiên chúa như vậy qua điều đó đã cho chúng ta thấy được một cái sự nối kết giữa phần thứ nhất và phần thứ hai Và qua đó cho chúng ta thấy được một câu trả lời dứt khoát Đức giê -xu phải nộp thuế cho đền thờ hay không? Thưa không, bởi vì Ngài là con vua David Vua Chúa Trần Giang chỉ nộp thuế những người ngoài Chứ không nộp thuế đối với những người con của mình Vậy tại sao Đức Giêsu phải nộp thuế cho đền thờ? trong đoạn tin mừng chỉ nói cho chúng ta vì sự giáp phạm của người đời cho nên ngài đã nộp thuế cho người đời nhưng chúng ta thấy còn có những điều sâu xa hơn nữa ngài nộp thuế cho người đời tức là ngài chấp nhận hết tất cả khi mang thân phận con người chấp nhận lề luật con người chấp nhận sự đau khổ chấp nhận trở nên một tội nhân để gánh tội cho đời và đồng thời Ngài mời gọi mỗi người chúng ta Các con hãy vác thập giá hàng ngày của mình Mà đi theo Thầy ấy thế nhưng trong cuộc sống thường ngày Phải chăng là chúng ta vác thập giá hàng ngày của mình Mà đi theo Thầy Hay là chúng ta luôn hát Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua Con đường nào Ngài ra Pháp trường Mão gai nào hằng sâu trên trán lạy chúa thánh giá nào ngài vác trên vai đau thương nào phụ kính tâm tư đường tình đó ngài dành cho con tôi thiết nghĩ rằng chúng ta không hát đường tình đó ngài dành cho con mà chúng ta sẽ hát đường tình đó đừng dành cho con môi miệng chúng ta hát đường tình đó ngài dành cho con nhưng mà lòng chúng ta, trí chúng ta, cuộc sống của chúng ta không muốn chấp nhận sự đau khổ trong đời sống của mình. Chúng ta hãy nhớ một điều mà chính Chúa Giêsu đã nói: Tôi tới thì không trọng hơn chủ, kẻ được sai đi thì không hơn người sai đi. Cho nên chúng ta biết rằng thân phận con người của chúng ta là một thân phận mà Ngài mời gọi mỗi người chúng ta mỗi ngày hãy dâng lên Thiên Chúa bằng chính những sự hy sinh của mình. Mặc dù là âm thầm, mặc dù là nhỏ nhặt, mặc dù là không ai biết nhưng tất cả những sự âm thầm nhỏ nhặt đó là những giá trị lớn cho đời sống nước trời. Xin Chúa cho mọi người chúng ta, nhất là trong những hoàn cảnh này, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những hy sinh mỗi ngày để nhờ những hy sinh đó mà đem lại lợi ích cho sức khỏe của bản thân mình cho cộng đoàn và cho cơn dịch được mau chấm dứt amen